Hợp đồng hiện tại giữa Bukayo Saka và Arsenal sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Và đội chủ sân Emirates đang tìm cách giữ chân ngôi sao 21 tuổi bằng việc tăng lương khủng. Theo Mirror, trong hợp đồng mới, lương của Saka sẽ tăng lên thành 15 triệu bảng một năm, giúp anh bỏ túi khoảng 300.000 bảng một tuần, cao nhất trong đội hình Arsenal. Giữ Bukayo Saka là ưu tiên của Mikel Arteta. Ông hy vọng Arsenal sẽ sớm hoàn tất thương vụ này trước sự tâm tia của Manchester City. Saka đang là nhân tố chính giúp Arsenal dẫn đầu mạnh mẽ tại Premier League và có nhiều cơ hội sân vương trong mùa này. Ở tuổi 21, Bukayo Saka trở thành cầu thủ đầu tiên trong giải đấu có được hơn 10 bàn thắng và 10 phạt kiến tạo ở mùa giải đang diễn ra. Trong chiến thắng 3-1 trước Fulham tại tứ kết FA Cup, Rashford đã gặp chấn thương, buộc phải rời sân vào phút 83. Điều này khiến tiền đạo người Anh không thể hồi quân trong đợt FIFA Days, dù có tên trong danh sách triệu tập của Gareth Southgate. Rất may cho Man United khi chấn thương của Rashford không quá nghiêm trọng. Trang chủ của Man United đã đăng tải hình ảnh tiền đạo này quay trở lại sân tập. Nhưng hình ảnh cho thấy, Rashford mới chỉ tập hồi phục thể lực và chưa thể tập trung cùng với cả đội. Ten Hag hy vọng Rashford có thể ra sân trong chuyến làm khách đến Newcastle vào lúc 22:30 ngày 2 tháng 4. Nếu giành được 3 điểm trong trận đấu này, Man United củng cố vững chắc vị trí trong top 3. Emerson Royal đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật sau khi gặp chấn thương đầu gối trong trận đấu cùng với đội tuyển Brazil, và thời gian hồi phục dự kiến sẽ mất tới 6 tuần. Khung thời gian đó đồng nghĩa Emerson sẽ chỉ trở lại trong vài trận cuối cùng của mùa giải và bỏ lỡ một phần đáng kể trong 10 vòng đấu còn lại ở Premier League. Tottenham Hotspur hiện không có huấn luyện viên mới sau sự ra đi của Antonio Conte. Chiến lược gia người Ý đã mất việc ít tuần sau khi chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo và các cầu thủ trên truyền thông. Đội bóng phía Bắc London sẽ trở lại thi đấu vào thứ hai tới khi hàng quân đến Goodison Park đối đầu với Everton. Defensa Centra cho biết Zinedine Zidane đưa ra hai điều kiện để trở lại dẫn dắt Real Madrid. Đầu tiên, ông muốn đưa người cũ là Gregory Dupont về Real Madrid giữ vai trò huấn luyện viên thể lực. Vị huấn luyện viên thể lực 50 tuổi này từng làm việc ở Bernabeu vào năm 2019. Tại World Cup 2018, Gregory Dupont cung cấp sức giúp tuyển Pháp vô địch thế giới. Tiếp theo, Zidane muốn Real Madrid giữ Eden Hazard ở lại. Dưới thời Carlo Ancelotti, tiền đạo người Bỉ không được trọng dụng. Kể từ đầu mùa, tiền đạo này mới chỉ thi đấu 7 trận trên bảng đấu trường và có được 1 bàn thắng. Sau gần 4 năm chơi tại Madrid, Eden Hazard mới chỉ có 7 bàn thắng sau 73 lần ra sân. Zidane tự tin có thể hồi sinh Hazard như thời kỳ đỉnh cao tại Chelsea. Kvaratskhelia là cầu thủ mới nhất trả lời câu hỏi muôn thuở về Messi hay Ronaldo. Cần biết, Kvaratskhelia đang tạo nên một cơn sốt tại Serie A mùa này với những kiến tạo và bàn thắng ngoạn mục cho Napoli và lọt vào tầm ngắm của rất nhiều câu lạc bộ lớn. Chân sút người Georgia chia sẻ: "Tôi thích Ronaldo hơn vì anh ấy là thần tượng của tôi mà, nhưng Messi mới là cầu thủ hàng đầu." Cùng với Victor Osimhen, cầu thủ người Georgia là nguyên nhân chính giải thích vì sao đội bóng của huấn luyện viên Spalletti đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch giải đấu lần đầu tiên kể từ thời Maradona vào năm 1990. Ansu Fati từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, vài năm gần đây, Ansu Fati thường xuyên gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Điều này khiến tiền đạo người Tây Ban Nha sa sút phong độ. Hiện tại, anh chỉ là sự lựa chọn thứ 6 trên hàng công 3 người của Barca sau Lewandowski, Dembele, Rafinha, Ferran Torres và Gavi. Với việc không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức, Ansu Fati mong muốn được ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới vào mùa hè 2023. Về phần mình, Xavi cũng rất muốn giữ chân Ansu Fati. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về tài chính, nên Barcelona buộc phải chấp nhận bán Fati để cắt giảm khoản tiền lương tới 12 triệu euro một năm.